Cuối tuần qua, giải đấu BMW Golf Cup National Final Việt Nam 2024 diễn ra sôi nổi trên sân golf Tân Sơn Nhất. Hơn 140 golfer nghiệp dư tạo nên màn tranh tài hấp dẫn để tranh 3 suất đại diện Việt Nam tham dự tour chung kết thế giới BMW World Final diễn ra vào năm 2025. Giải năm nay áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh từng hố thay vì tổng gậy sau 18 hố. Giải đấu chia thành 3 bảng. Nam bảng A, handicap từ 0 đến 12, nam bảng B, handicap từ 13 đến 24 và nữ bảng C, handicap từ 0 đến 36. Với tinh thần once in a lifetime, trải nghiệm duy nhất một lần trong đời, giải đấu là nơi để các golfer tranh tài, chia sẻ niềm đam mê và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. BMW Golf Cup ra đời năm 1982 là một trong những giải golf không chuyên lớn nhất thế giới. Hàng năm, hơn 100.000 golfer từ hơn 40 quốc gia tham dự, nhưng chỉ 350 người xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết để tranh tài giành ngôi vô địch. Năm 2023, các golfer Việt Nam gồm Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đã đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup ở Nam Phi. Sau 3 ngày thi đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua 31 quốc gia và giành ngôi Á quân tại hạng mục National Team với 278 điểm, thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam ở giải đấu này.